Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Cô gái có bộ móng tay dài nhất nước Nga bỏ nhiều sở thích để giữ móng. Bất kỳ cô nàng nào cũng đều mong muốn có được một bộ móng tay xinh xắn. Dù vậy thì không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận mọi thứ bất tiện hay việc phải chăm sóc móng thường xuyên mỗi khi để móng tay dài. Thế nhưng một cô nàng người Nga đã làm được điều đó khi quyết định sống chung với bộ móng dài gần 12cm trong nhiều năm chỉ vì lý do khá bất ngờ. Cô gái sở hữu bộ móng tay dài nhất nước Nga, cô nàng này tên thật là Anna Sinenkova, 37 tuổi và hiện đang là YouTuber. Móng tay của cô đã được Guinness ghi nhận là bộ móng tay dài nhất nước Nga. Lúc đó cô đã nuôi móng tay được hơn 4 năm và có độ dài khoảng 12cm. Anna bắt đầu nuôi móng tay khi nhận được lời thách thức từ một người bạn. Theo đó cô sẽ nhận được 3.000 đô la, khoảng 70 triệu đồng, nếu giữ được bộ móng tay dài thêm 5cm. Tuy nhiên, khi ngừng cắt móng tay, Anna chợt nhận ra móng mình phát triển nhanh đến bất ngờ. Từ đó, Anna đã quyết định nuôi giữ móng tay của mình dài hơn nữa. Cô cho biết ngay từ đầu mình đã không hề có suy nghĩ đến những giải thưởng. Khi móng tay dài 12cm, cô mới bắt đầu tìm hiểu xem có những kỷ lục nào ở Nga mà mình có thể tham gia. Cũng vì vậy mà ngay cả sau khi đã phá được kỷ lục, cô vẫn giữ bộ móng cho đến bây giờ. Để giữ gìn được bộ móng như hiện tại, Anna đã phải trải qua nhiều khó khăn và bất tiện trong cuộc sống. Ví như mỗi khi làm việc, cô sẽ phải làm từ từ và theo cách khác với mọi người thông thường. Cô sẵn sàng từ bỏ những sở thích thường ngày của mình như bơi lội ở biển, chơi tennis để bảo vệ bộ móng. Thế nhưng việc sở hữu móng tay dài đôi khi cũng gây ra nhiều tai nạn trong cuộc sống cho Anna. Ngủ với việc hỏng móng. Mới đây Anna cho biết bộ móng tay vào tháng 6 tháng 7 sẽ hỏng để hỏng bộ. Lời tuyên bố này nhận được vô sự ủng hộ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.